nghẹt thở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu 5 set với Thái Lan, có cột mốc lịch sử. Tối ngày 4 tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam, hạng 32 thế giới, đối đầu với Thái Lan, hạng 14 thế giới, ở trận đấu được xem là chung kết của chặng một giải bóng chuyền Đông Nam Á SEA Games League 2024 diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Đây không chỉ là một trận đấu đơn thuần, mà còn là cuộc đối đầu mang tính lịch sử. Ở mùa giải năm ngoái, tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở cả hai chặng SEA Games League. Thậm chí, trong 14 lần gặp nhau gần nhất, các cô gái Việt Nam chưa từng thắng được hai set trong các trận đấu gặp Thái Lan. Điều này tạo nên áp lực và động lực rất lớn cho các cô gái áo đỏ. Cả hai đội bóng đều tung ra đội hình mạnh nhất. Tuyển Việt Nam xuất phát với chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Bích Tuyền, Truyền 25 Oanh và Libero Khánh Đan. Trong khi đó, Thái Lan ra quân với những cái tên nổi tiếng như Kim Picha, Thatado, Chak Chuon, Hattaya, Acha Chanpon và Truyền 2 Pompun Guet Pak. Set 1, Thái Lan thể hiện đẳng cấp. Ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc, không khí trong nhà thi đấu Vĩnh Phúc đã nóng lên bởi sự quyết liệt của trận đấu. Thái Lan, với đẳng cấp đã vươn tầm thế giới, nhanh chóng thể hiện sự vượt trội khi nhanh chóng vượt lên dẫn 5-1 chỉ sau vài phút đầu tiên. Những pha tấn công mạnh mẽ và chiến thuật phòng ngự chắc chắn đã giúp Thái Lan áp đặt lối chơi lên đội tuyển Việt Nam. Nhạc trưởng tài năng Pompun Guet Pak liên tục có những đường chuyền đẳng cấp như những mũi tên sắc bén xuyên thủng hàng phòng ngự của Việt Nam. Các tay đập chủ lực của Thái Lan như Pim Picha và Chak Chuon đã tận dụng triệt để những cơ hội này để ghi điểm. Mỗi cú đập của họ đều như một lời khẳng định về sức mạnh và kỹ thuật vượt trội. Ở phía bên kia lưới, dù đã nỗ lực hết mình, các cô gái Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc hóa giải những đợt tấn công liên tục của đối phương. Bích Tuyền, với những pha ghi điểm ấn tượng, đã trở thành điểm sáng lớn nhất của tuyển Việt Nam trong set đấu này. Tuy nhiên, một mình cô là không đủ để xoay chuyển tình thế trước một Thái Lan quá mạnh mẽ và đồng đều. Các pha tấn công của Thái Lan không chỉ mạnh mẽ mà còn rất chính xác, liên tục dồn ép hàng thủ Việt Nam vào thế khó. Những pha cứu bóng xuất sắc của Libero Khánh Đan cũng chỉ có thể tạm thời cản phá, không thể ngăn chặn được làn sóng tấn công dữ dội từ phía đối thủ. Kết thúc set 1, Thái Lan giành chiến thắng 25-18, thể hiện đẳng cấp và sự tự tin của mình. Đó là một màn trình diễn mà họ đã khẳng định được vị thế của một đội bóng hàng đầu khu vực. Set 2, Việt Nam vùng dậy mạnh mẽ. Sau set đầu tiên không thành công, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân thay cho chủ công Trần Thị Thanh Thúy, người không có phong độ cao trong set trước. Như Quỳnh, với tuổi trẻ và sự nhiệt huyết, đã thổi một làn gió mới vào lối chơi của tuyển Việt Nam. Cô mang đến sự tươi mới và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, tạo động lực cho cả đội. Ngay từ những điểm số đầu tiên, đội chủ nhà đã tấn công ấn tượng và nhanh chóng dẫn trước 11-7. Những pha đập bóng mạnh mẽ và chính xác của Như Quỳnh và Bích Tuyền liên tục khiến hàng thủ Thái Lan gặp khó khăn. Bích Tuyền, với kỹ thuật và sức mạnh vượt trội, đã làm tất cả khán giả tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc trầm trồ với một pha cứu thua khó tin. Cô có pha móc bóng ngược bằng chân từ cuối sân, một pha xử lý không khác gì cầu thủ bóng đá, để giúp đội nhà duy trì lợi thế dẫn trước. Tuy nhiên, Thái Lan không phải là một đội bóng dễ bị khuất phục. Họ nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật và bắt đầu tấn công mạnh mẽ trở lại. Những bài đập chồng rất tốt của họ đã giúp Thái Lan cân bằng tỷ số 19-19, đưa trận đấu vào thế giằng co kịch tính. Thế trận cuối set 2 diễn ra cực kỳ căng thẳng. Mỗi điểm số đều là kết quả của những pha bóng dài và đầy kịch tính. Tuyển Việt Nam và Thái Lan đều cứu được hai set point, tạo nên những pha rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Khán giả không thể rời mắt khỏi sân đấu, mỗi pha bóng đều mang đến sự hồi hộp và phấn khích tột độ. Cuối cùng, với sự xuất sắc và quyết tâm không ngừng nghỉ, Bích Tuyền và Trà Giang đã ghi hai điểm quyết định để giúp đội nhà giành chiến thắng kịch tính 29-27. Niềm vui vỡ òa trong nhà thi đấu khi tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1 trong set đấu đầy cảm xúc này. Đây là một set đấu đáng nhớ trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, minh chứng cho tinh thần chiến đấu kiên cường và sự nỗ lực không ngừng của các cô gái Việt Nam. Set 3, Việt Nam tiếp tục đà hưng phấn. Bước vào set 3, Thái Lan đã nhanh chóng thiết lập lại sự áp đảo khi vượt lên dẫn trước 8-4. Với những pha tấn công mạnh mẽ và kỹ thuật vượt trội, họ khiến hàng thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, tinh thần của các cô gái Việt Nam, đặc biệt là Bích Tuyền, được nâng cao. Với sự tự tin và quyết tâm, tuyển Việt Nam nhanh chóng cân bằng tỷ số. Các pha bóng đầy chiến thuật và sự phối hợp ăn ý giữa các vị trí đã giúp Việt Nam không chỉ gỡ hòa mà còn dẫn ngược lại đối thủ 16-14. Những cú đập uy lực từ Bích Tuyền, cùng sự linh hoạt của Như Quỳnh và Thanh Thúy, đã tạo nên áp lực lớn cho hàng thủ Thái Lan. Trước sự bám đuổi quyết liệt của đối thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững phong độ và chiến thuật.
khán giả tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc liên tục reo hò, tạo nên không khí sôi động và cuồng nhiệt. Sự cổ vũ không ngừng nghỉ từ khán giả nhà đã tiếp thêm sức mạnh cho các cô gái Việt Nam. Cuối cùng, với cú dứt điểm uy lực của Bích Tuyền, Việt Nam đã giành chiến thắng 25-23, vươn lên dẫn 2-1 trong trận đấu. Set 4, Thái Lan thể hiện đẳng cấp thế giới. Set 4 diễn ra cực kỳ kịch tính khi hai đội liên tục thay nhau vươn lên dẫn trước. Những pha bóng mãn nhãn, sự đối đầu đầy căng thẳng giữa hai bên đã khiến khán giả không thể rời mắt. Có thời điểm, hàng thủ Thái Lan phải cắt cử đến 3 vận động viên để theo chắn Bích Tuyền, nhưng vẫn không thể ngăn cản những cú đập mạnh mẽ của cô. Tuy nhiên, sau những phút đầu đầy hưng phấn, các cô gái Việt Nam lại không giữ được sự chính xác cần thiết. Những sai lầm không đáng có và sự phối hợp chưa thật sự nhuần nhuyễn đã khiến đội tuyển Việt Nam dần mất đi lợi thế. Thái Lan tận dụng tốt các cơ hội và nhanh chóng vươn lên dẫn 19-14. Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối, Việt Nam không thể lật ngược tình thế. Thái Lan giành chiến thắng 25-23, đưa trận đấu vào set 5 quyết định. Khán giả hai bên đều hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng, và trận đấu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi cả hai đội đều thể hiện hết mình vì màu cờ sắc áo. Set 5, cuộc chiến căng thẳng và nghẹt thở. Vào set 5 quyết định, căng thẳng tăng lên mức tối đa khi từng điểm số trở thành sự sống còn. Hai đội bóng đã trình diễn một màn so tài mãn nhãn, không ai có thể dự đoán được kết quả của trận đấu. Ngay từ đầu set, điểm số liên tục được cân bằng, tạo nên một bầu không khí hồi hộp và kịch tính. Thái Lan, với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của mình, đã nhanh chóng có những pha tấn công mạnh mẽ và vươn lên dẫn trước 11-9. Sự nỗ lực và kiên cường của các cô gái Việt Nam đã không cho đối phương tận hưởng niềm vui lâu dài. Ngay lập tức, tuyển Việt Nam đã tìm lại được sự tự tin và bình tĩnh, cân bằng điểm số 12-12 nhờ những cú đập quyết đoán và sự phòng ngự chắc chắn. Không dừng lại ở đó, tuyển Việt Nam đã tạo ra một cú sốc khi vươn lên dẫn 13-12. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bích Tuyền và các đồng đội đã khiến người hâm mộ tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc vỡ òa trong niềm vui và hy vọng. Tuy nhiên, Thái Lan, với bản lĩnh thi đấu đẳng cấp và khả năng ứng biến nhanh chóng, đã không để mình bị tụt lại. Trước những cú đập uy lực và sự phối hợp hoàn hảo của đối phương, Thái Lan đã thể hiện sự kiên cường và khả năng phòng ngự xuất sắc. Họ liên tiếp ghi được 3 điểm, vượt lên dẫn 15-13, kết thúc set đấu và trận đấu với chiến thắng nghẹt thở 3-2 sau 5 set. Dù không thể giành chiến thắng chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một trận đấu được xem là hay nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu với Thái Lan. Họ đã kéo đối thủ vào set 5 quyết định, điều chưa từng xảy ra trước đây, và lần đầu tiên giành được 2 set thắng trước đội bóng thi đấu với lực lượng mạnh nhất trong khu vực. Đặc biệt, Bích Tuyền và các đồng đội đã cống hiến một màn trình diễn đáng khen ngợi, làm hài lòng người hâm mộ bằng sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Trận đấu này không chỉ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của tuyển Việt Nam mà còn là một bài học quý giá trước chặng 2 CV League 2024 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8. Các cô gái Việt Nam đã chứng minh rằng họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu khu vực và sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.